Hương Sa Radio mến chào quý vị khán thính giả. Thì trong cái video này đó quý vị, Hương Sa sẽ chia sẻ cho quý vị về một cái nhân vật rất là nổi tiếng. Ông được mệnh danh là người tù thế kỷ. Ông là một trong những cái tù nhân lương tâm mà bị nhà cầm quyền Việt Nam giam cầm lâu nhất. Đó là tổng cộng 37 năm tù, cho nên được gọi là người tù thế kỷ. Ông tên là Nguyễn Hữu Cầu và ông vừa qua đời ngày hôm qua, tức là ngày 19 tháng 12 năm 2022. Thì tại vì Hương Sa không có biết là trong khán giả của Hương Sa ở đây, tất cả quý vị có biết ông là ai hay không? Và có biết tại sao ông lại bị gọi là người tù thế kỷ? Và tại sao ông lại bị Cộng sản Việt Nam giam cầm rất là lâu? Ông ở tù tới 2 lần lận quý vị, tổng cộng thời gian là 37 năm. Và nếu mà không có cái sự can dự của quốc tế, không có sự lên tiếng của những cái tổ chức nhân quyền thế giới đó, thì tới bây giờ ông vẫn còn bị giam cầm chứ chưa có được thả ra đâu. Thì quý vị biết là ông Nguyễn Hữu Cầu cũng như là nhiều cái người Việt Nam khác đó là nạn nhân của chế độ Cộng sản. Ông là một người, ông Nguyễn Hữu Cầu là người rất là tốt quý vị, cũng chỉ vì cứu giúp người khác mà ông phải chịu cái cảnh tù đài Cộng sản, bị Cộng sản trù dập không thương tiếc. Ok, thì bây giờ đó Hương Sa sẽ đọc cho quý vị bài viết của một cái người viết tên là Như Hồ. Thì Hương Sa thấy cái bài viết này nó tổng kết một cách vừa đủ, tức là không có quá dài, và đủ để cho quý vị hiểu là ông Nguyễn Hữu Cầu là ai và tại sao ông lại bị ở tù Cộng sản. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết của Như Hồ với cái tựa đề là Vĩnh biệt người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu. Ông Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1947, năm Đinh Hợi, tức là ông thọ được 75 tuổi đó quý vị. Quê quán Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là một tù nhân lương tâm với 37 năm tù đài lâu nhất lịch sử Việt Nam kể từ sau 1975. Ông qua đời vào ngày 19 tháng 12, 2022 tại nhà riêng ở Kiên Giang. Ông Nguyễn Hữu Cầu vốn là cựu đại úy chủ lực quân, xuất thân khóa 6/68 sĩ quan trừ bị Thủ Đức, ra trường về phục vụ tại tiểu khu Quảng Nam thuộc vùng 1 chiến thuật quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông bị bắt làm tù binh sau khi vùng 1 chiến thuật thất thủ vào đầu tháng 4 năm 1975. Sau 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam sụp đổ, ông bị chuyển thành học tập cải tạo và được thả về vào cuối năm 1980 sau hơn 5 năm bị tù. Ông Nguyễn Hữu Cầu còn được những người quen biết đặt cho ông biệt danh là người tù thế kỷ bởi hai lần tù dài. Lần thứ nhất là đi học tập cải tạo sau năm 1975 và lần thứ hai được chuyển từ tử hình xuống chung thân. Sau đó, do áp lực liên tục trong và ngoài nước, ông đã được trả tự do với sức khỏe suy kiệt, mắt lòa và nhiều chứng bệnh khác. Tổng cộng, ông chịu 37 năm tù. Lần tù thứ hai là do ông vô tình biết được việc quan chức ở Kiên Giang lúc đó tổ chức trại giam riêng để cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, là những người vượt biên bị bắt lại. Một bé gái tên Tuyết, 16 tuổi, nhà ở Phú Nhuận, Sài Gòn, vô tình gặp ông đi ngang tổ quỷ. Đã vậy, gọi ông nhờ cứu giúp. Mà ông kể là khi chứng kiến sự đau đớn của bé gái đó, ông phẫn nộ đến mức quyết phải lên tiếng, bất chấp thân phận là một cựu binh Việt Nam Cộng Hòa đang bị làm khó dễ ở quê nhà. Tức là vậy nè quý vị, tức là những cái tên quan chức ở Kiên Giang đó, là quý vị biết thời sau 75 là có rất là nhiều người ta đi vượt biên, thì có nhiều người đi vượt biên bị Việt Cộng nó bắt lại. Thì trong đây có những cái bé gái vị thành niên bị Việt Cộng nó bắt lại và nó hại đời con người ta luôn. Thì ông Nguyễn Hữu Cầu này, ổng vô tình, ổng chứng kiến được cái việc đó và ổng quyết là ổng phải tố cáo, phải đưa những cái chuyện, cái sự thật này ra ánh sáng. Rồi mời quý vị nghe tiếp. Tháng 8 năm 1981, ông làm đơn thư tố cáo đích danh Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang là Nguyễn Thế Đồng, cùng nhiều quan chức khác phạm tội tham nhũng và hủ bại, với các chữ ký sẵn sàng làm chứng của các đảng viên, người dân trong vùng vì đã quá tức giận trước những điều thối nát kéo dài. Thư của ông gửi thẳng cho báo Nhân dân, nhưng một tháng sau lại quay về Kiên Giang và đến bàn làm việc của Đồng. Những tin tức này về sau ông dần dần thu thập được, bởi trong trại giam của ông cũng xuất hiện các cán bộ, dân làm ăn với chính quyền cũng bị tù, làm bạn với ông và họ tiết lộ. Từ khi biết người tố cáo mình là Nguyễn Hữu Cầu, thì chính quyền tỉnh Kiên Giang liên kết cô lập ông, vô cớ đến mức khi ông mua vé xe đi Sài Gòn khám bệnh cũng không được. Năm 1983, trong một vụ án chính trị, đột nhiên ông Cầu bị đưa tên vào vì cho là đã tham gia viết các nội dung chống chế độ và ông Cầu bị kêu án là tử hình. Khi ra tòa, phiên xử 5 ngày công khai ở rạp hát Nghệ Đô với nhiều bị cáo, bao gồm cả các chức sắc tôn giáo, tất cả đều phủ nhận không liên quan gì đến ông Cầu, thậm chí không biết ông Cầu là ai.
Do không xác định được tội nên án tử hình được chuyển thành chung thân. Điều đáng nói là Nguyễn Thế Đồng đã cho bộ hạ làm giả hồ sơ và những chứng cứ giả để tìm mọi cách cố ý hại ông Cầu. Đến mức luật sư là Nguyễn Thời Vượng của chính quyền trong phiên tòa cũng phải bất mãn, phải nhắc rằng các sự kiện bịa ra hoàn toàn sai lịch sử và ngớ ngẩn, chẳng hạn như việc kết tội ông Cầu là tay sai bí mật của Mao Trạch Đông. Lý do vì trong phiên tòa, ông Cầu đã đọc danh sách 11 thiếu nữ đi vượt biên bị bắt lại và trở thành nạn nhân dâm ô của Đồng và đồng bọn. Ông yêu cầu xét đến chuyện này nhưng tòa bác bỏ ngay lập tức. Cho Hương Sa xin dừng lại. Đọc tới đây Hương Sa nhớ đến chuyện của cô bé Diễm My. Như Hương Sa nói với quý vị hoài, cái chuyện của Diễm My đó bị cái nhà cầm quyền ở Long An nó bắt cóc giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, và luật sư bên phía Thiền Am đã lên tiếng rất là nhiều lần thì cũng đều bị ém nhẹm luôn, không ai ngó ngàng tới cái sự kêu cứu của cô bé Diễm My. Ý mà bây giờ là thời đại internet, mọi thứ được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội. Cô bé đó cũng lên trên mạng kêu cứu rất là nhiều lần là bị cha dâm ô, rồi già bị công an Long An bắt cóc vậy mà không ai cứu giúp. Thì quý vị quay ngược dòng thời gian, những cái lúc mà ông Cầu ổng lên tiếng cho những cái người bị hại này nè, là vào năm 1981 thì lúc đó chưa có internet, chưa có Facebook, chưa có YouTube. Thì quý vị nghĩ đi, những cái nạn nhân trong cái vụ này người ta thảm thương như thế nào. Cho nên là ông Cầu ổng bị kêu án quan đó quý vị, 37 năm tù. Rồi mời quý vị nghe tiếp. Ông Cầu bị ép phải nhận bài hát mà ông viết về Chúa Giêsu là bài tỏ ước mong đế quốc Mỹ quay trở lại. Tên Đức Mẹ Maria trong bài hát của ông thì bị nói là mật danh của một nhân viên tình báo Mỹ. Sự dốt nát và vô lý đến mức là công an Kiên Giang cho người phân tích kinh chú Đại Bi của Phật giáo của mẹ ông để trong nhà, nói rằng đây là chứng cứ mật mã liên lạc với kẻ thù. Ông bị đánh và buộc phải khai hai tên Ca Diếp và A Nan trong sách Phật giáo là ai và đang trốn ở đâu. Ông Nguyễn Hữu Cầu bị giam giữ tại khu tù chính trị biệt giam phân trại K2 Z30A Xuân Lộc Đồng Nai. Với những năm dài tù đài và biệt giam khắc nghiệt ngoài sức tưởng tượng, đã khiến cho người cháu nội của ông, đó là cháu Trần Phan Yến Nhi, 14 tuổi, đã phải viết thư, lên tiếng kêu cứu xin thế thân đi tù thay cho ông nội, vì thế ông quá đau yếu. Câu chuyện của ông Nguyễn Hữu Cầu đã dội ra thế giới và trở thành sự kiện được vận động liên tục của các tổ chức quốc tế. Đến tháng 3 năm 2014 thì ông được trả về nhà. Ông Nguyễn Hữu Cầu chỉ là một công dân bình thường ở miền Nam Việt Nam, nhưng ông không từ chối giúp đỡ người hoạn nạn, dù đó là người không quen biết, và chấp nhận những khốn khó xảy ra với đời mình vì hành động công chính. Năm 2014, khi được hỏi rằng ông có bao giờ hối tiếc về những điều mình đã làm khiến cho cuộc đời của ông chỉ là tù tội thôi, ông nói mình không kịp nghĩ hay tính toán gì, mà chỉ biết sống với lẽ phải bởi ông được giáo dục như vậy. Ông ra đi trong sự thương tiếc của rất nhiều người thân quen, cũng như trong sự cảm mến của những người biết được câu chuyện cuộc đời của ông. Đó là cái bài viết mà để tóm tắt lại cuộc đời của ông Nguyễn Hữu Cầu, tại sao ông bị gọi là người tù thế kỷ. Đó thì quý vị thấy là bên cái phía nhà cầm quyền Việt Nam Dương Sa đã nói với quý vị là từ trước đến giờ đã có không biết bao nhiêu người tài và những cái người tốt bụng của Việt Nam đã bị Cộng sản sát hại và tiêu diệt. Quý vị thấy những câu chuyện ông Nguyễn Hữu Cầu này, ông bị tù rất là oan ức. Chỉ vì ông lên tiếng cho 11 cái cô gái mà là nạn nhân của những cái tên giống như là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đó, những cái tên này nó đã bắt những cái người mà đi vượt biên mà họ bị bắt lại đó quý vị. Thì những cái tên này đã tạo ra một cái phòng biệt giam để giam những cái cô gái, những cái trẻ dậy dị thành niên mà mới lớn, để nó thay nhau hại đời con người ta. Và những cái cô gái này đã tìm đến ông vô trong một lần tình cờ, ông Nguyễn Hữu Cầu đi ngang qua và những cái cô gái này đã cầu cứu ông, và ông đã quyết định ông lên tiếng để đưa lên cái sự thật này, để đem cái tội ác này ra ánh sáng. Và cuối cùng ông bị trù dập không thương tiếc quý vị, và nó giam cầm tù ông, và nó lấy những cái lý do rất là ngớ ngẩn như quý vị thấy đó, là ông trong một cái bài hát ông Nguyễn Hữu Cầu có ghi tên của Đức Mẹ Maria, thì nó nói là cái tên Maria này là tên là mật danh của một nhân viên tình báo Mỹ, và nó nói ổng là điệp viên, là bán thông tin kết hợp với nước ngoài để kêu gọi Mỹ quay trở lại xâm lược Việt Nam vân vân. Tức là nó đưa ra những cái tội hết sức là ngớ ngáo ngơ, đến nỗi mà quý vị thấy trong nhà của mẹ ông đó là có cái kinh chú Đại Bi của Phật giáo, thì nó bắt ổng phải khai ra là ở trong cái tên là Ca Diếp và A Nan trong cái sách Phật giáo đó là ai, và hai cái tên này đang trốn ở đâu. Quý vị thấy không? Tức là công an nó rất là vô lý, tức là cái sự thiếu hiểu biết một cách trầm trọng, và nó gán ghép tội cho người ta. Cũng giống như quý vị thấy, nó ghép tội cho ông Lê Tùng Vân, nó nói ổng là trong cái vụ Thiền Am đó,
Nó nói ổng là kêu gọi mọi người là đừng tôn trọng luật pháp. Trong khi đó rõ ràng trong cái video 2 là ổng kêu gọi mọi người hãy tôn trọng luật pháp. Tức là nó rất là vô lý. Rồi nó nói ổng là mạo danh Đức Phật vân vân. Bởi vậy Hương sẽ nói với quý vị hoài là cái câu chuyện Thiền Am đó, là quý vị thấy là nó chỉ là một trong những cái câu chuyện, những cái án oan sai tiêu biểu. Và họ Thiền Am là một trong những nạn nhân của chế độ Cộng sản. Chứ quanh đó trước giờ còn rất rất là nhiều người họ đáng thương và họ bị những cái án rất là oan sai. Giống như điển hình như ông Nguyễn Hữu Cầu, ông không có làm một cái gì sai trái cả. Ông chỉ lên án cho công đạo, cho công lý và lẽ phải thôi. Thế là ông bị tù đày, ông bị kiếm chuyện, ông bị công an tỉnh Kiên Giang nó trù dập không thương tiếc và bắt giam ông. Tổng cộng là quý vị thấy hai lần tù là 37 năm trời. Thì quý vị thấy ở Thiền Am họ lên tiếng cái chuyện mà Diễm My, thì họ là cái người, những cái người trượng nghĩa mà muốn giúp đỡ cái cô Diễm My. Những cái người Thiền Am cũng giống như ông Nguyễn Hữu Cầu này vậy đó. Họ lên tiếng để giúp cô Diễm My bị cha dâm ô và bị công an huyện Đức Hòa bắt cóc. Và cuối cùng những cái người Thiền Am này bây giờ họ lại bị đẩy vô con đường tù tội. Họ lại biến thành những cái người là bị cáo ở trong cái câu chuyện này. Họ lại biến thành phạm nhân phạm tội trong cái câu chuyện. Trong khi đó họ là cái người mà muốn đi giúp cái cô Diễm My. Và cuối cùng cái tên cha mà hại đời cô bé Diễm My và những cái tên công an bắt cóc cô bé Diễm My thì lại tiếp tục nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật và trở thành những cái người bị hại. Quý vị thấy đó. Ok quý vị, rồi thì ông Nguyễn Hữu Cầu qua đời thì đã để lại cái sự tiếc thương của rất là nhiều người ha quý vị ha. Những cái người quen của ông cũng giống như những người không quen, giống như Hương Sa không hề quen biết ông, nhưng mà khi mà nghe tin ông mất thì cũng hơi bàng hoàng quý vị, tại vì Hương Sa biết cái câu chuyện cuộc đời của ông và rất là cảm kích với cái sự hào hiệp trượng nghĩa của ông, và cũng như là rất là đau lòng cho cái số phận của cái dân tộc Việt Nam. Ngày nào còn chế độ Cộng sản độc tài cai trị thì những cái người nạn nhân như ông Nguyễn Hữu Cầu, những cái nạn nhân như Thiền Am sẽ còn tiếp tục sẽ có hoài những cái nạn nhân như vậy. Rồi Hương Sa cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hương Sa thân chào. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe, túm xích. Ông cổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi vui đấy. Sống quá. Đập vào đầu. Số mày không chết nhưng mà mày có gì nhỉ? Không tán luôn. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói đi thôi. Một cái mõm vào đây, một chặt vào.
mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Đây sao? Chọc. Dao cụt thế. Cái cạnh đâm vào cũng hỏng rồi. Đấy, được rồi. Rò vào, lấy vào. Dao cụt thì sao? Nhưng dao. Đấy. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi, xong lấy chảy ra. Đấy, này, cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái cành nhỏ làm nóng thôi, hứng nữa vào mới nó ra ngoài, có chi tiết ra ngoài hết, cho dao vào lách nó ra đấy, nhiều chốc cái ra đấy, giờ bắt đầu nó còn thở.